Minh cùng 12 Việt Sơn tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công tác hội năm 2023 đến dự chỉ đạo hội nghị tổng kết. Tôi xin trân trọng được giới thiệu về phía lãnh đạo hội cựu chiến binh xã 1, ông Hà Thanh Đường, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Việt Sơn, đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Hai, về phía chi bộ khu dân cư, tôi xin trân trọng giới thiệu một đồng chí Hạ Trường Sơn, bí thư bộ, đề nghị hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng. 2027 đã đề ra tại hội nghị tổng kết này, tôi yêu cầu chi hội cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Một, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ hội viên, nhất là vấn đề phẩm chất đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.